đội ai đẹp trai nhất? Đối với em Dũng Tư đẹp trai nhất. Ai xấu trai nhất? Xấu trai nhất chắc Đức Trinh. Ai là người nhiều gái theo nhất? Nhiều gái theo nhất cũng Đức Trinh luôn. Ai là người ít em nghĩ nhất? Chắc là em. Thì vì em xấu trai. Ở đội ai là người điệu nhất? Điệu nhất Văn Toàn. Ai là người sống lộn xộn nhất? Sống lộn xộn nhất Công Phượng. Ai là bừa nhất? Bừa nhất Đức Trinh. Trọng thích màu gì? Em thích màu vàng, màu xanh. Em chọn giữa áo phông hay áo sơ mi? Em chọn áo phông. Quần jean với lại quần đâu? Quần jean. Thích đưa tóc dài hay là để tóc cua? Ngày trước em thích để tóc tua cua nhưng bây giờ em thích để lạ lạ một chút. Tại bắt em món gì nhất? Kim chi. Để điểm gì nhất? Sáng ra không chào thầy. Đánh yêu hoặc là giận vì là không chào thầy hoặc là có rất nhiều rồi. Em bị rất nhiều. Thì những hành động như thế nào? Sáng ra em quên chào thầy hoặc là trả lời không theo ý thầy muốn.